Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý, ngày này là ngày Giáp Thân, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Thị từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành niên mệnh, tuyền trung thủy, ngày Giáp Thân, tức chi khắc với can, có nghĩa là kim khắc với mộc các bạn nhé. Và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, tuyền trung thủy, kỵ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy đoạn. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tí và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mạo các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày bao gồm tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như là sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Dịch Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao Ngũ Phú tốt mọi việc. Sao Cát Khánh tốt mọi việc. Sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát nhé. Về các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Bạch Hổ, kỵ an táng, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn. Cho nên bạn đang gặp được quý nhân giúp đỡ trên cái phương diện tình cảm của mình. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn nên cư xử khéo léo, nói chuyện duyên dáng và dễ dàng giành được cái sự quan tâm, chú ý của người khác phái lắm đó bạn tuổi Tý nhá. Nhưng trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý lại đang trên đà tụt dốc trong công việc của mình đoạn. Và bạn tuổi Tý, bạn mãi mê chinh chín trên cái chặng đường tình duyên của mình mà quên mất mình phải cần tập trung vào cái công việc của mình nữa bạn tuổi Tý nhá. Và trong cái ngày 8 tháng 10 năm 2020 này, bạn mệnh tuổi Tý có thể sẽ phải cần rực vực lại tinh thần của mình. Có những lúc chúng ta không để cho bản thân mình sao nhãng quá mức, bởi sau đấy cái giá mà bạn tuổi Tý phải trả rất chi là lớn và bạn không muốn phải đối mặt với cái điều đó đâu đó bạn tuổi Tý nhá.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tinh thần sa sút. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, công việc nhiều sai sót. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, nên lắng nghe nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, đừng bốc đồng thái quá. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được chính ấn nâng đỡ, cho nên cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Sửu càng được thăng tiến, và bạn tuổi Sửu bạn đang được cấp trên ưu ái và trao cho nhiều cái trọng trách khá chi là lớn nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu bản mệnh biết được cái thế mạnh của mình nằm ở đâu và đẩy mạnh khai thác nó. Với bạn tuổi Sửu, bạn vốn là người chăm chỉ, cần kiệm, cho nên đã nhận việc gì là sẽ làm chỉn chu cái việc đó, quyết không qua loa đâu đó bạn tuổi Sửu nhé. Nhưng trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi Sửu và nửa kia chưa có kết quả, và bạn tuổi Sửu không biết cách để bày tỏ tình cảm của mình, đối phương vẫn mơ hồ trước những cái hành động của bạn nữa đoạn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình duyên không như ý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tìm được cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, đừng để mình trở nên hèn mọn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, hãy dũng cảm bày tỏ bạn tuổi Sửu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần thân tỵ hợi, cho nên với bạn tuổi Dần bạn không thể nào đoán trước được lòng người thay đổi nhé. Và bạn tuổi Dần bạn không muốn phải khiến cho người khác tổn thương, nhưng cuối cùng bản thân mới là người chịu đau khổ đó. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dần, bản mệnh có những lúc thực sự mù quáng khi đứng trước những cái chuyện tình cảm, có những người thực sự không xứng đáng để cho bạn tin tưởng đâu, và bạn tuổi Dần bạn cần phải tỉnh táo trước khi quá muộn bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên cái con đường tài lộc của bạn tuổi Dần rất chi là rực sáng, mang lại niềm vui trong một ngày ảm đạm cho bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn có thể sẽ kiếm được khá nhiều tiền nhờ cái nghề tay trái của bản thân mình luôn nữa đó. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, cần phải mạnh mẽ hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, tiền bạc khá dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, tìm được niềm vui. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, nên học cách lắng nghe nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường,
Mão Đen, Mão Vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được chính tài vượng nhất, cho nên bản mệnh tuổi Mão dễ dàng có được cái nguồn thu nhập ổn định từ cái công việc chính của mình. Vì thế, với bạn tuổi Mão, bạn hãy tập trung làm tốt cái công việc của mình. Đừng có đứng núi này, trông núi nọ bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày 8 tháng 10 năm 2020 này, với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, ngũ hành bất dung. Đây là cái điểm báo cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mão lại khá chi là bất ổn, và bản mệnh tuổi Mão có thể sẽ nảy sinh cái sự mâu thuẫn với chính người thân của mình nữa. Đôi bên có nhiều ý tốt nhưng trong cái cách thực hiện lại chưa được khéo léo cho lắm, cho nên dễ hiểu lầm lẫn nhau. Và bản mệnh tuổi Mão, bạn nên dành thời gian để trò chuyện tâm sự. Bạn tuổi Mão đâu phải là người không biết cái điều đó mô đó bạn tuổi Mão nhá. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, nhân duyên chưa tới. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cần tập trung kiếm tiền. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, đừng vội nổi nóng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, nên hiểu cho người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bình tĩnh để nói chuyện nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang có được những cái sự giúp đỡ đắc lực từ phía quý nhân tam hợp thân Tý Thìn, cho nên mọi chuyện với bạn tuổi Thìn trong ngày này đều trở nên rất chi là đơn giản đến bất ngờ trong cái phương diện tình cảm của bạn luôn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn mong muốn nhận được cái lời bày tỏ tình cảm thì bạn cũng có ngay được thôi được. Thực ra nhân duyên của bạn tuổi Thìn trong ngày này khá chi là tốt, và hôm nay bạn dễ dàng nhận được người khác giới thiệu cho cái mối quan hệ mới với người khác phái, và bạn tìm kiếm một nửa của mình cũng rất chi là dễ dàng bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày 8 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Thìn sẽ có được những cái lời mời gọi làm việc khá chi là hấp dẫn. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy cân nhắc để chọn nơi làm việc phù hợp và có thể phát huy được hết cái năng lực của mình nữa bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, các việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc khai trương thì đều rất chi là tốt, vận gặp được quý nhân, có người lớn giúp đỡ, công việc thì thuận lợi, buôn bán thì phát tài, ký kết hợp đồng cũng rất chi là tốt bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm có nhiều dấu hiệu tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, đừng lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, nên học cách quyết định. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, biết tìm lấy cơ hội đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Thân Tỵ nhị hợp,
Cho nên với bạn tuổi Tỵ sẽ có được những cái phút giây vui vẻ bên người mình yêu thương nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn sẵn sàng đưa ra những cái điều kiện tốt nhất để cho người thân có được cái cuộc sống vui vẻ như mong muốn nữa rồi đó. Trong ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn nên tìm cách để hóa giải những cái âm mưu của kẻ tiểu nhân đang định áp đặt cho bạn. Và thiên quan có những mưu mô không thể nào đoán trước được, có thể bạn tuổi Tỵ bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn đó bạn nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy cố gắng để làm tốt nhất những cái công việc của mình đang làm, và thay vì đó đừng cho tiểu nhân có cái cơ hội để phá hoại bạn. Làm gì cũng phải chỉn chu, nếu không chính là bạn sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính sau những cái sự sai sót của bạn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, nên học cách bày tỏ tình cảm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, đừng cho rằng mình là người toàn năng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, cẩn thận họa tiểu nhân nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Ngọ đang có được những cái cơ hội để thăng tiến trong ngày hôm nay rất chi là lớn bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn nên tập trung vào làm tốt những cái công việc của mình và đừng để cho mọi chuyện tồi tệ xảy ra bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, cấp trên đang đặt nhiều kỳ vọng ở nơi bạn, và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy làm tốt cái công việc của mình, bạn làm việc nhanh nhẹn, không để phải ai chờ đợi. Và hãy tiếp tục phát huy cái thế mạnh của mình, bạn sẽ nổi bật hơn hẳn so với mọi người trong ngày đó. Nhưng trong cái ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ lại không được tốt cho lắm. Con đường tình duyên đang có cái điềm báo, có sự ảm đạm. Đào hoa tuy có nhưng chẳng được là bao nhiêu, và bạn tuổi Ngọ bạn mải mê với cái công việc của mình nên không chú ý đến cái việc mình phải tìm cho mình một nửa để yêu thương đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, cái việc khai trương cầu tài hay là xuất hành với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên bạn nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam, để tăng thêm cái vận may cho mình. Trong ngày buôn bán cũng được thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng rất chi là tốt bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình duyên bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, có cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đừng tự mình đang có tất cả. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhân duyên chưa tới nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi,
cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang có được cái sự báo hiệu sẽ có những lúc thành công ào ào tới với bạn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Mùi đang nắm giữ nhiều cái trọng trách và trở thành người quan trọng, ai cũng phải lắng nghe ý kiến của bạn nữa rồi. Đó. Bản mệnh tuổi Mùi cũng phải trải qua nhiều cái khó khăn thử thách mới có được cái thành công như ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bạn đừng có tự cao tự đại cho rằng mình luôn đúng, mà phải giữ cái thái độ khiêm tốn, cầu tị để tiến xa hơn nữa trong cái phương diện sự nghiệp của mình nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi lại không được tốt cho lắm. Con đường tình duyên của bạn tuổi Mùi không thuận lợi, vợ chồng không hiểu ý nhau, cho nên nảy sinh mâu thuẫn, có thể sẽ có những lúc bạn tuổi Mùi bạn không chịu được mà buông ra những cái lời cay đắng nữa đó bạn tuổi Mùi nhá. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tình cảm bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, gia đình lục đục. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, nên thực hiện kế hoạch. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, tình cảm không vừa ý nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có tỵ kim chiếu mệnh che chở cho bạn, cho nên với bạn tuổi Thân trong ngày này bạn có thể đưa ra được những cái quyết định nhanh chóng và dứt khoát mà vẫn vô cùng chính xác, không bỏ lỡ cái cơ hội thăng tiến đối với mình đâu đó bạn nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có kim khí cực kỳ là vượng, cho nên bạn cũng đang có được cái tin vui về cái con đường tài lộc cho mình. Ngày này với bạn tuổi Thân may mắn cực độ trong cái chuyện làm ăn kinh doanh, có được người mang tiền bạc về trao tận tay cho bạn, chứ chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa nữa đâu đó bạn tuổi Thân nhé. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay và bạn tuổi Thân, bản mệnh chẳng ngại cái điều gì, có những lúc bạn thực sự cảm thấy tự hào về cái khả năng kiếm tiền của bản thân mình. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy tạo cái điều kiện sống tốt nhất cho gia đình của mình bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc khai trương với bạn cũng rất chi là thuận lợi, và bạn nên xuất hành theo hai cái hướng tốt: hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam, để tăng thêm tài lộc cho mình nhé. Ngày này xuất hành thì gặp được quý nhân, buôn bán thì thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng rất tốt với bạn. Đoạn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tài lộc vượng phát. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, có nhiều cơ hội tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, không lo tiền bạc nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày có tam hội cục nâng đỡ, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay rất chỉ là vượng sắc nhé.
Và bạn tuổi Dậu, bạn có nhiều người thầm thương trộm nhớ. Hôm nay bạn dễ dàng nhận được cái lời tỏ tình lắm nữa. Với bạn tuổi Dậu, có nhiều người theo đuổi chưa chắc đã là cái chuyện hay với bạn. Và nếu như bạn không biết cách cân nhắc, lựa chọn người phù hợp với mình thì tương lai với bạn chưa hẳn đã là đẹp đẽ đâu đó bạn nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn cần phải lắng nghe tiếng gọi của trái tim và đừng có để cho cái điều kiện vật chất chi phối bản thân mình, chia mờ mắt mình bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dậu, bạn đang có cái nguy cơ phá tài đang đến rất gần, có những việc bất ngờ cần phải dùng đến tiền bạc mới có thể giải quyết được. Và cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu phải xoay sở về tiền nong, muốn tiết kiệm tiền mà cũng không có được đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tài lộc bất thường. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, nên tìm hiểu kỹ càng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Thân Tuất tương hội, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn về cái phương diện tình cảm của mình nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn được người ấy yêu thương và chiều chuộng bạn rất chi là nhiều. Bạn cảm thấy may mắn khi tìm được người để yêu thương rồi. Đoạn. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện. Những cái khó khăn trong công việc của bạn tuổi Tuất chẳng thể nào ngăn cản bạn tiến tới cái mục tiêu của mình đã đề ra. Và bạn tuổi Tuất quyết tâm san bằng tất cả để có được những thứ mình mong muốn nữa rồi. Đoạn. Trong ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi Tuất, bạn làm việc rất chi là hiệu quả nhờ cái khả năng tập trung cao độ và bạn không để cho những cái công việc riêng tư làm mình sao nhãng, cũng không cho phép bản thân mình trong ngày hôm nay lại để tới ngày mai đâu đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, công danh vượng phát. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tình yêu như ý. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, tình yêu được thăng hoa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Cái con đường tình cảm đang có những cái ngã rẽ bất ngờ khiến cho bạn tuổi Hợi không kịp trở tay nữa. Và bạn tuổi Hợi, bạn cứ nghĩ mình đã có được mọi thứ trong tầm tay nhưng hóa ra lại chẳng hề đúng chút nào với mình đâu đó bạn nhé. Và bạn tuổi Hợi có những lúc bạn sẽ không mất thời gian để tìm kiếm cái cơ hội phát tài cho mình vì bạn đang có được thực thần ghé thăm. Bạn tuổi Hợi, bạn sẽ nhận được những cái đơn hàng khá chi là lớn và lợi nhuận cũng từ đó mà gia tăng không ngừng với bạn nhé.
Cái tài khoản tiết kiệm của bạn tuổi Hợi sẽ gia tăng nhanh chóng và bản mệnh tuổi Hợi cần phải tập trung hơn nữa khi mà cái cơ hội kiếm tiền đang tiến gần với mình, phơi bày ra trước mắt. Và bạn tuổi Hợi, bạn đừng để cho những cái cơ hội vượt bay mất khỏi tầm tay bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, yêu thương chưa tới. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tiền bạc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, nhân duyên khác lối. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, phát tài phát lộc. Được. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi, trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.